Chào mừng mọi người đã đến với TCT Channel, hôm nay mình sẽ làm video về Chúa Công trong Thanh Gươm Diệt Quỷ nhé. Fubuyashiki Kagaya là một nhân vật phụ chính của Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Anh là thủ lĩnh thứ 97 của tập đoàn sát quỷ, được biết đến chủ yếu với cái tên Oyakata-sama bởi cấp dưới và đồng cấp của mình và cũng là người đứng đầu gia tộc Fubuyashiki. 1. Vẻ bề ngoài, anh có làn da sáng và mái tóc đen dài ngang vai. Kagaya có một vết nguyền rủa đang dần giết chết anh khiến da anh trông như thể đang thối giữa lan xuống mặt và che mất khiến anh không thể nhìn thấy. Vết nguyền rủa có màu hoa oải hương và khiến da trông nhăn nheo. Vào thời điểm anh chết, lời nguyền này đã lan ra khắp cơ thể khiến anh gần như không thể cử động. Ngoài ra, anh dễ ho ra máu và màng cứng của anh ta chuyển sang màu đen ốm yếu, màu trắng trong anime. Muzan, vào thời điểm Kagaya chết đã mô tả anh có nụ cười điềm tĩnh của một vị Phật. 2. Tính cách, Kagaya có thái độ điềm tĩnh, thể hiện sự quan tâm chân thành đến các thành viên của sát quỷ đoàn, coi họ như con của mình. Anh cũng có thể xử lý tốt những lời chỉ trích và thành thật về điểm yếu của mình, một trong số đó là việc anh không thể trở thành thợ săn quỷ mặc dù là thủ lĩnh chính của họ. Để bù đắp cho điều này, anh nhớ đến từng thành viên của đội và đến thăm những thành viên đã khuất tại nghĩa trang của họ hàng ngày cho đến khi anh không thể di chuyển được nữa vì bệnh tật. Mặc dù có vẻ dễ dãi, nhưng anh vẫn cân nhắc đến lý lẽ và khi tình huống không có bất kỳ thành kiến nào, như thể hiện khi anh sẵn sàng chấp nhận tình huống của Tanjiro và Nezuko thông qua một lá thư từ Sakonji Urokodaki và thậm chí còn bảo vệ mục đích của họ khi có những người khác nghĩ khác. Cách nói chuyện của ông, mặc dù nói chung là trôi chảy và nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ khéo léo, sử dụng từ ngữ và ngữ điệu theo cách mà người mà ông nói chuyện sẽ lắng nghe. Bài phát biểu khéo léo và lôi cuốn của ông thậm chí có thể khiến những người như Miichiro Tokito ban đầu thụ động và Sanemi Shinazugawa bốc đồng lắng nghe những gì ông phải nói mà không truyền đạt bất cứ điều gì có thể khiến họ tức giận. Đối với người thân của mình, chẳng hạn như con cái Kagaya khá nghiêm khắc vì lời nguyền của gia đình họ, anh phải chuẩn bị cho họ từ sớm để thay thế anh lãnh đạo đội diệt quỷ. Tuy nhiên, anh vẫn thể hiện cùng một phong thái và thái độ nhẹ nhàng đối với họ. 3. Khả năng tổng thể, che giấu cảm xúc. Kagaya sở hữu khả năng đáng kinh ngạc trong việc che giấu cảm xúc của mình và thể hiện vẻ ngoài điềm tĩnh và kiểm soát. Anh sử dụng kỹ năng này để duy trì sự điềm tĩnh và thanh thản, đồng thời đánh lừa nhận thức của người khác về mình. Khi Muzan, mục tiêu của lòng căm thù sâu sắc của Kagaya, đối đầu với anh ta tại nhà, Kagaya đã thể hiện mình với nụ cười thanh thản của một vị Phật, che giấu hiệu quả mọi dấu vết của ý định giết người. Bằng cách xóa bỏ hoàn toàn tinh thần chiến đấu, sự thù địch và lòng căm thù của mình, Kagaya đã che giấu thành công ý định thực sự của mình, dụ Muzan vào bẫy. Chỉ khi Kagaya hy sinh bản thân bằng cách kích nổ một chất nổ để bẫy Muzan, con quỷ mới nhận ra mức độ cảm xúc ẩn giấu của Kagaya. Muzan ví ý định ẩn giấu của Kagaya như một con rắn lục cuộn tròn ẩn núp trong dạ dày đen tối, vô hồn của mình, khiến hắn ta kinh ngạc trước khả năng đáng kinh ngạc của Kagaya trong việc che giấu bản chất thực sự của mình. Giọng nói êm dịu, Kagaya sở hữu khả năng khiến người khác thoải mái chỉ bằng tông giọng và nhịp điệu hành động của mình, như anh đã thể hiện với Tanjiro Kamado và thậm chí cả Hashira khát máu. Trong thời hiện đại, thuộc tính này được gọi là biến động 1F và được cho là do nhiều người có sức lôi cuốn sở hữu và có sức mạnh hiện diện để lay động khán giả đại chúng. Khả năng siêu nhiên, chi giác ngoại cảm, Kagaya sở hữu khả năng nhận biết sự hiện diện của cả con người và ác quỷ cũng như xác định sức mạnh của họ. Điều này trở nên rõ ràng trong cuộc họp của trụ cột được tổ chức sau các sự kiện tại núi Natagumo. Mặc dù bị mù cả hai mắt do bệnh tình tiến triển, anh ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của một số cá nhân có sức mạnh cấp độ trụ cột khi đến nơi và bày tỏ sự hài lòng khi tất cả họ đều đến cuộc họp mà không có sự thay đổi về nhân sự. Hơn nữa, khi Muzan đến điền trang Fubuyashiki với ý định giết anh, Kagaya ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của hắn và chào đón, ngay cả khi mắt anh ta bị che hoàn toàn bởi băng và Muzan vẫn đứng ở một khoảng cách bên ngoài điền trang, thể hiện khả năng giác quan phi thường của mình. Tiên đoán, Kagaya và những người còn lại trong gia tộc Fubuyashiki sở hữu một mức độ tiên đoán cao giúp họ tránh được những tình huống thảm khốc và tích lũy cho họ một lượng lớn của cải và tài sản. Nhờ bản năng này, Kagaya đã đưa ra một số dự đoán chính xác về nhiều thứ, cuối cùng đã được chứng minh là đúng và chính xác mà không cần anh ta biết bất kỳ thông tin nào trước đó. Như khi anh ta dự đoán chính xác rằng điểm yếu duy nhất còn lại của Muzan là mặt trời và rằng anh ta không thể bị tiêu diệt bằng cách chặt đầu, rằng cái chết của Ryutaro và Daki sẽ tạo ra những làn sóng khiến cuối cùng các cấp bậc cao của thập nhị Kizuki bắt đầu mất đi các thành viên lần đầu tiên sau hàng trăm năm, và rằng Muzan sẽ tìm thấy anh ta và gây ra cuộc chiến cuối cùng giữa quân đoàn sát quỷ và thập nhị nguyệt quỷ trong năm ngày cuối đời của anh ta. Vậy là hết rồi, nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm thích và đăng ký. Và đừng quên bật phụ để tiếng Việt nếu như bạn nghe không hiểu nhé.